Nơi quê vắng cách thân tôi, ai là người chăm lo khói nhang? Đi xa mới có dăm hôm, nhưng mong ngày về sớm hơn. Hôm nay Tết vẫn chưa tan, tôi chỉ mong khấn ông vài lời. Mình nghèo nên muốn con thật nhàn. Thằng đất wow! Hấp diêm à? Chuyện gì? Tự nhiên lao phục vào đây định ám hại đời nữ à? Ôi trời ơi. Này bác ơi, dịch ra đứng xa được rồi, được rồi. Vào đây làm gì? Ảo thì cũng ảo vừa thôi. Ảo cái gì? Nhà có gương không? Trông thế kia mà bảo là lại làm hỏng đời. Giời ơi. Thế cậu vào đây làm gì? Lao phục vào nhà tôi làm gì? Khổ quá bác tỉ. Bác ngồi xuống đây, bác nghe cho nó. Không phải sợ, bác cứ ngồi xuống đây để cháu trình bày. Trình bày đi. Chồng ơi, anh Hiếu ơi, Hiếu. Gì thế? Buồn cười nhở? Gọi mãi bây giờ mới ra là thế nào? Mình ơi, nhanh lên nhà bao nhiêu việc. Tôi còn đang đầu tóc tí gươm sáng ngày ra. Ôi giời ơi, có vài cái tóc. Rửa mặt thì lâu, gội đầu thì chóng. Thế bà đứng đến 15-20 phút ở trong nhà ấy. Gọi bây giờ mới ra. Thế có việc gì? Đây ông đọc đi. Thực đơn đây, mừng thọ mẹ đây, thế này được chưa? Bà đọc đi, mắt mũi kém lắm rồi. Trời ơi, nghe nhá. Ờ. Súp gà ngô non. Được. Nộm sứa. Rồi. Tôm sú chiên giòn. Ok. Thịt luộc chấm mắm tôm. Lươn xào xả ớt. Hả? Lẩu ếch. Và đét xe là hoa quả. Đét xe hoa quả là chuối dầm sữa, được không? Con lậy mẹ. Gì? Vừa mới đầu năm xong bà cho ăn cỗ thế này thì chắc là hàng thuốc không kịp bán thuốc. Đừng có dìm hàng nhá. Xem lại ra nào, mấy cái món này ai mà ăn được. Thay đi. Thế nhưng mà ngon. Không được, toàn những cái món linh ta linh tinh. Lươn xào xả ớt, lẩu ếch. Trời ơi. Thôi được rồi, thế này nhá. Thế thì mình cho là hai lợn nướng với cả bốn chó nướng vào được không? Hả? Hai lợn nướng, bốn chó nướng. Ôi trời ơi, con lại lạy mẹ tiếp. Ờ. Bà có biết là bây giờ mùng mấy Tết không? Mà bà cho ăn chó. Mừng thọ cho mẹ lại đi làm thịt chó. Ôi trời. Năm chó đấy. Thôi đổi đi. Thì con chó má gì cả. Thì đổi cái gì thì đổi đi. Bà muốn đổi cái gì thì bà đổi. Chim. Con thích ăn chim thì ăn. Chim á? Ừ. Đổi chim nhá. Hay quá, chim. Hôm nọ tôi đi ăn cỗ ở nhà thằng Tám. Ừ. Sáu ông, sáu chim. Thế không có bà à? Bà nào? Không có bà à? Thì toàn ông, làm gì có bà nữa mà. Thì toàn ông thì mới sáu ông, sáu chim. Chứ mà có bà thì lại sáu chim một khác. Này. Bỏ ngay cái kiểu đi nhá. Hôm nọ đi đâu? Chả gọi cho bà là tôi bảo là tôi bận ăn cỗ. Thôi đi. Ở nhà ấy, thì đi thế nọ thế kia. Ra đường cái tinh vi tinh tướng. Cái đồ chưa đi chợ đã hết tiền. Tôi nói cho ông biết nhá. Chồng con Thắm bên kia kìa. Người nó bé bằng nửa người ông thôi. Sao? Nhưng mà con Thắm nó kể với tôi là chồng nó có bao giờ hết tiền đâu. Tôi nói cho ông biết nhá. Tiền thì lúc nào về bà chả lục hết của tôi. Ông đừng có mà nói thế. Con Thắm nó bảo tôi là nhà nó một tuần chỉ hết tiền một lần thôi. Ờ. Còn ông á, ngày nào cũng hết tiền. Tôi cứ củ soát của cái là ông hết sạch cả tiền. Thôi. Ừ, nhưng thôi. Mà tôi không thích thế đâu. Thôi. Ông bỏ ngay nói kiểu. Nói khẽ thôi. Hàng xóm láng giềng, bà trong kia kìa. À, chốt lại cỗ là chim đi hả? Chốt lại là chim nhá. Năm ông, năm chim. À, sáu ông, sáu chim. Rồi, ừ. Thế còn... nếu mà có sáu bà người ta mồi mâm thì mấy chim? Sáu bà một chim. Hả? Sáu ông sáu chim, sáu bà có dùng có một chim thế thì ăn uống thế nào nhỉ? Ồ, sao lại không ăn được? Hả? Có mà ăn gập mày gập mặt đấy chứ. Úi dồi. Cứ chim to lên là được. Úi dồi, lại còn chim to nữa kìa. Ông đừng có luyên thuyên, đừng có nghĩ vơ nghĩ vẩn đấy nhá. Sáu bà ăn chim to làm gì? Càn nghĩ lung tung rồi. Chim to chỉ có chim đà điểu thôi. Thì mang chim đà điểu về thịt, sáu bà ấy gắp thoải mái. Ừ. À, nhưng mà mình... từ hả? Từ. Có khi phải xem lại. Từ đã. Xem lại cái gì nhỉ? Cái gì? 19 món à? Ừ, thì làm sao? Ôi giời ơi. Cảm giác nó hơi... Ông sợ thiếu cỗ gì? Không, nó hơi tốn kém. Ôi trời ơi. Quá
19 món mà ông lại bảo là tốn kém. Tôi nói cho ông nghe nhá. Đừng có tưởng nhá. Nhà cái thắm ở bên kia kìa, ông biết không? Nhà cái thắm hàng xóm. Bố nó đau răng thôi. Thế nhưng mà nhà nó đặt cỗ to tưng bừng, ăn 3 ngày mới hết. Bọn nó buôn cỗ hả bà? Buôn cái gì? Người ta đến ăn cỗ thì người ta đưa tiền chứ người ta ăn không của ông ấy à? Bây giờ mẹ mình 82 tuổi rồi, bây giờ mừng thượng thọ cụ bây giờ thì là mình cũng phải là mời mọi người đến, cũng đặt mâm đặt cỗ cho đàng hoàng chứ mình thu tiền người ta không à? Hả? Tôi nói cho ông nghe nhá, mẹ già như chuối chín cây nhá. Thế bây giờ mà chẳng may gió lay mẹ rụng một cái nhá, thì ông chịu trách nhiệm nhá. Nhá. Cho nên bây giờ phải tranh thủ đặt cỗ đi. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để mẹ tăng cát xê đấy. Nhá. Thôi, nghe lời tôi. Đặt cỗ đi, quyết định đi. Rồi. Thôi rồi rồi. Ôi, chuẩn bị rồi mà đón khách đón khứa đi. Đón khách đón khứa cái gì? Còn đi đến nhà biếu các sếp kìa. Sếp nào? Ồ, lại còn hỏi sếp nào. Rồi ôi, đúng là điên không thể tưởng tượng được. Bực quá đến mất thôi ấy. Biếu xén sếp nào bây giờ bà bảo tôi. Thế tôi bảo ông nhá. Ôi dồi ôi, chán quá, mệt ơi là mệt thế này này. Ông ơi. Bây giờ anh em ở cơ quan ông. Đúng rồi. Người ta cũng đun đẩy ghế cho ông. Ông mới được ngồi một cái ghế nó cao cao một tí. Thế bây giờ nhá, đối với anh em thì thôi ông thế này cũng được nhá. Nhưng mà đối với những chen á, hiểu chưa? Thì ông cũng phải mỉm cười với người ta một câu. Hoặc ông mang một giỏ hoa xinh xinh, hoặc là ông mang một cái gì đến biếu xén người ta chẳng hạn. Người ta đâu cần tiền của ông hả? Người ta chỉ cần gọi là tình cảm. Thế rồi nếu mà có điều kiện ấy thì người ta sẽ nhặt ông từ chỗ này đặt sang chỗ này, xong người ta nhặt ông từ chỗ này ném sang chỗ kia một cái, thế xong người ta nhặt ở chỗ kia một cái ném veo một phát thế là ông bay tít lên trận tầng mây luôn. Thôi ném không đặt nhá. Tôi quyết định là không đi thăm viếng ông nào hết. Bà có biết là chính phủ người ta ra cái chỉ thị là không có quà biếu quà xén không? Tôi vừa mới ngoi được cái chức giám đốc quèn, bây giờ lại đi nọ đi kia, phát hiện ra thì có mà điển quá cơ ấy. Không nói không được mà nói thì bảo là nhiều lời. Ông đến ông biếu nhà người ta nhá, thì ông đừng có livestream nữa, ông đừng có Facebook nữa. Đây ông biếu người ta được một tí xong ông cái livestream với Facebook thì là lần làm gì là trả lộ. Thôi được rồi, đi 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 nhanh lên, gọi mẹ ra đi để tôi giao việc cho mẹ đây. Nhanh lên. Thế còn đấy mẹ ơi, mẹ ơi, ơi gọi là mẹ cho nó văn minh. Tại sao cứ u mãi nhở? Ôi giời, cái gì? U lên thành phố từ lâu rồi cơ mà. Không biết là làm cái gì. Cái gì? Mẹ khổ ơi. Quá. Mẹ. Nhà chúng mày cho tao ở dưới hầm, tao phải phọt ở dưới hầm. Ôi mẹ, mẹ ơi, nó còn được nào? Tiếp. Tiếp. Sao mẹ lại làm gì mà chui xuống tận đấy? Thì tao đi cầu thang ở trên. Tao đi vệ sinh xong một lúc sau tao thấy tao ở dưới lòng hầm. Đấy. Mà này, thằng này nhá, đàn ông con trai, mẹ nó dạy anh rất nhiều lần rồi. Không bao giờ được phép yếu thế với đàn bà. Vâng, hiểu vâng. Chưa? Tại sao không có tiền mà không bảo mẹ? Để mẹ cho ít mà tiêu để nó bảo cho mày suốt ngày hết tiền. Ơi. Ơi mẹ, lần nào cũng hết tiền. Chán lắm. Chúng mày giàu thế này mà cảm thấy kẹt xỉ mà bảo hết tiền thỉnh thoảng về u cho vay nhá. Bây giờ nhá là chúng con phải đi sắm để cỗ để mừng thượng thọ mẹ. Sau đấy thì chúng con đến nhà xếp để... Ôi dồi ôi, ai cho mẹ mặc cái này? Ôi dồi ôi, khổ ghê cơ, con cái mua bao nhiêu quần áo mà để mẹ ra mẹ mặc như thế này trông buồn cười không thể chịu được. Thì tao mặc cái quần áo mới nó ngượng ngùng lắm. Không nhưng mà... Ôi dồi ôi, mà lại có cái mùi gì nữa hơi chua chua. Sao mẹ chua thế? Không phải mùi chua, đây là cái đặc thù ở dưới quê. Không. Ruộng lúa nó ảm vào người. Không mẹ ơi, thôi nhưng mà ruộng lúa nhưng con không chịu được cái mùi ruộng lúa của mẹ đâu. Bây giờ này, thôi đây. Mẹ xịt vào cho con nhờ. Xịt thôi, cái gì? Xịt vào cái nước hoa cho con nhờ chứ không mẹ cứ xịt vào một cái. Như mùi nước đái khỉ thế à? Nước hoa gì của con mẹ lại bảo nước đái khỉ. Nhưng mẹ không ngửi được, nó chóng mặt lắm. Nhưng mà con cũng không ngửi được mùi của mẹ. Mẹ bố chị chứ này không ngửi mẹ được ơi, à? Mẹ ơi, bây giờ nhá con dặn mẹ này, bây giờ con phải đi có việc gấp, xong rồi con về ngay. Mẹ không được ra đường đâu nhá. Bây giờ ra đường là nguy hiểm lắm. Đúng rồi. Đi ra đường như vào trận mạc,
xe pháo ào ào như đạn lạc tên rơi. Ôi trời ơi, nguy hiểm lắm mẹ ạ. Tôi có phải trẻ con đâu mà các anh chị cứ dậy mẹ mãi. Mà ra đường ấy là nhà mình cũng đông đấy. Nhưng mà rồi đông ở chuyện khác, không khí cũng khác với mẹ. Rồi rồi, biết rồi. Nhớ. Biết rồi. Thôi, thế chúng con đi đây. Mẹ ngồi đây nghỉ nhá. Chị Diện, chồng vừa lên giám đốc cũng ra vẻ. Để các bác xem, em ở với con dâu mà nhiều khi có người đến thì tưởng bà đấy là bà mẹ chồng em. Đấy, ông nhà em thì lại mất sớm. Mà cái ông này buồn cười lắm các bác nhé. Ông ấy hứa em rất nhiều lời, nhưng mà ông ấy toàn điêu thôi. Mỗi khi nhớ ông ấy, mẹ em lại thương cái thân phận em. Ông ơi, vì sao tôi nhớ ông thế này? Năm tháng xa rời tôi còn nhớ, tưởng rằng trọn đời bên nhau mà nay sớm cách xa lìa. Ông ơi, ông có hiểu có hay? Ngày xưa ông hứa tôi mấy nhời, nhưng mới giữa đường ông lại bùng sâu. Để mình tôi phải bơ vơ, và tôi luôn giữ đến giờ. Tôi sẽ không vong phụ tình ông. Vài ngày xuân trôi rất nhanh, lòng già cô đơn vắng tanh, nghẹn ngào thương con bấy lâu. Tôi đành lên phố xá xa xôi, lòng buồn nhưng luôn giữ riêng, cả đời lo cho các con thì đành nhịn không nói ra. Tôi chỉ mong hết Tết về nhà. Thương con kiếp sống tha hương, luôn vật lộn bon chen ghế cao. Đôi khi muốn nói thôi con, nhưng đành lòng phải lãng phai. Mưa xuân có thấu cho ta, lòng thì thầm mắt lệ nhòa. Cả đời mãi vì con lo cho con. Nơi quê vắng cách thân tôi, ai là người chăm lo khói nhang? Đi xa mới có dăm hôm, nhưng mong ngày về sớm hơn. Hôm nay Tết vẫn chưa tan, tôi chỉ mong khấn ông vài lời. Mình nghèo nên muốn con thật nhàn. Thằng Năm! Ôi! Hấp diêm à? Chuyện gì? Tự nhiên lao phục vào đây định ám hại đời nữ à? Ôi giời ơi! Này! Xảy ra, đứng xa được rồi, được rồi. Vào đây làm gì? Ảo thì cũng ảo vừa vừa thôi. Ảo cái gì? Nhà có gương không? Trông thế kia mà bảo là làm hỏng đời. Giời ơi. Thế cậu vào đây làm gì? Lao phộc vào nhà tôi làm gì? Khổ quá bác tỉ. Bác ngồi xuống đây, bác nghe cho nó. Không phải sợ, bác cứ ngồi xuống đây. Để cháu trình bày. Trình bày đi. Tức là... ghê em quá nhỉ. Con trai bác. Là anh Hiếu. Tức là sếp của cháu. Có bảo cháu đến đây không? Để cháu không muốn ngồi đấy. Thuê cháu đến đây để bảo ban dạy dỗ bác. Cái gì? Bảo ban dạy dỗ bác. Này, cái thằng mất dạy này nhá, tao có khi còn đẻ ra cả bố mẹ mày nhá. Ôi rồi. Mà mày lại bảo là dạy dỗ tao là thế nào hả? Dạy dỗ cái gì? Không, không phải là dạy dỗ, mà tức là ý cháu bảo là anh ấy thuê cháu đến đây để mà làm gia sư, để hướng dẫn cho bác. Không có gia sư gia siếc gì cả, già cả rồi tao không học đâu. Học cái gì, biết cái gì mà học, không học. Khổ quá đi bác có vẻ không tin cháu nhỉ. Tin cái gì? Đây, tác của cháu đây. Lòn thòn son đè lè thè. Đọc cái gì đấy? Đây cái này ghi mà. Đây lòn thòn son, tên cháu là Thòng. Ừ thì tao thấy thòn còn gì nữa. Tại vì là in tác ở cái chỗ rẻ tiền nên nó chữ, nó mất chữ. Thòng. Thế nhưng còn... Lòng cái... Thòng ấy. Còn cái đè le tè là cái gì? Không, đè le tè. Đè le tè. Director. 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 Kéo lại cắn thụt lưỡi vậy đấy. Chưa kịp cắn thụt lưỡi có khi tao méo mồm. Director tức là đạo diễn. Đạo là diễn. Thầy dạy. Cháu là thầy dạy của bác. Là đạo diễn. Vâng. Tao nhìn mày lại giống đạo trích. Thế dạy diễn là dạy cái gì? Dạy cái gì? Đây, bây giờ thế này. Tức là anh Hiếu anh ấy bảo cháu đến đây
là hướng dẫn cho bác một số những cái nghi lễ, nghi thức cơ bản để anh ấy tiếp khách. À. Bởi vì là hôm nay ấy, có rất nhiều chủng người đến đây. Nhiều chủng người đến? Từ Tây đến Ta, từ Nga đến Thổ, từ Mông Cổ đến Châu Phi, từ Tunisia đến Úc. Nhưng mà có việc gì mà thằng Hiếu nhà tôi nó mời đông thế hả cậu? Ôi giời ơi! Anh Hiếu vừa rồi, anh đã phải đầu tư rất nhiều tiền được cái ghế giám đốc đấy. Thế cho nên là bây giờ là thời cơ, thời điểm để cho anh ấy gặt hái lại. Ôi, trên thành phố khác quê nhỉ? Khác cái gì ạ? Ở quê tôi là bây giờ là người ta chưa gieo mạ, sau riêng người ta mới cấy. Thế mà thành phố bây giờ lại gặt ở Tết. Thế này mà cũng đẻ được ra giám đốc. Gặt ở đây không phải là gặt đúa. Thế cậu vừa bảo gặt con gì? Gặt ở đây là gặt Prosit. À ha, rồi, tức đấy. Là thằng này gặt cái thuốc đi vệ sinh Prosit đấy gì? Ôi giời ơi. Rồi, tôi biết. Đi gặt Prosit về để mà biết lại để thành con tì hưu à? Thì cậu vừa bảo gặt mà. Sít ở đây là... Này, sít này này. Đấy, rồi, gặt rồi, là rồi. Gặt cái đấy để cho lại rồi. Vốn. Rồi, chứ? Rồi, hiểu rồi. Hiểu rồi, thế nhưng mà già thế này tôi biết cái gì mà cậu dạy được rồi. Tôi. Bây giờ thế này nhá. Em. Cậu gọi ai? Chính em ấy. Sao? Sao bác cười? 82 tuổi cái thanh niên gọi bằng em. Em ở đây ấy có nghĩa là gì? Việt Nam ta có cái truyền thống là tôn sư trọng đạo, cho nên trong giờ học em phải gọi tôi bằng thầy. À, được chưa? À, dạ. Em nhớ chưa? Rồi, tôi nhớ rồi. Nhá, bây giờ thế này. Một cái bài học đầu tiên. Vâng ạ. Tức là bây giờ bởi vì là hôm đấy là nó nhiều sắc tộc. Vâng ạ. Cho nên là bác phải a chết. Mình a em rồi, rồi. Em phải biết một vài câu ngoại ngữ. À, rồi, được. Dạy. Nhá. Dễ thôi nha. Dễ thôi, đơn giản già là nó không vòng đâu. Rồi, đơn giản. Ừ, rồi. Ví dụ như là câu đầu tiên là Bidunasara. Thầy nói chậm nhỉ. Bidunasara. Thầy phát âm rõ nói chậm để tôi nghe ạ. Midunasara. Midukurasoa. Ôi giời. Thế mà kêu 82 tuổi. Chưa gì được nên muốn bắt nó lôi ra để xoa. Cái thầy vừa dạy. Midunasara. Chứ không phải là cái gì ra xoa. Xoa đến bao giờ? Midunasara. Nó là cái gì? Tức là chào quý ông. À, chào quý ông. Rồi. Thế chào quý bà. Quý bà thì là mi lu nơ sơ. À, cu mi tay xoa. Kể cu thì làm gì có cu nào đấy. Cái gì u đấy. Mi lu nơ ra xa. Thế đọc chào cả quý ông quý bà thì thế nào? Không, đấy là chào quý bà. À. Mi lu tức là quý bà chứ không phải là chó. Mi lu ấy. Thế cả hai ông bà thì chào làm sao? Ai biết được chào cả hai ông bà nó nhiễm tính à? Dễ, tôi chỉ ghép lại thôi. Ừ. Chào cả hai ông bà là cu mi xoa, sao mi xoa cu ta. Cu ta xoa, sao ta xoa cu mi. Thôi. Cứ thế mà xoa đi nhá. Không, ghép lại thôi. Từ đấy tóm lại là nói thế nào đó, nhưng người ta hiểu là mình chào người ta là được. Chào được rồi. Rồi. Thế bây giờ thầy dạy cho tôi cái phong thái. Cái gì? Phong thái. Thì ngoại ngại ngữ là tạm thế thôi thầy nhỉ. Đấy. Phong thái là như nào? Phong thái là. Đi ra kia. Đi ra kia. Khổ quá, đi ra kia nhanh lên. Thầy gì côn đồ thế? Đứng lại. Bây giờ thế này. Dạ. Em đi từ đây sang đây. Dạ. Đi. Cứ đi. Em nhá, đi mà đi theo nhạc nhá. Vâng. Cứ đi nhá. Vâng. Em đi ạ. Thôi. Bị trĩ à? Hả? Có xoắn thế chứ xoắn nữa nó cũng không tụt lên được đâu. Sao mày cứ rúm gió thế? Thế thầy bảo tôi đi, thầy có bảo đi thế nào đâu. Thả lỏng. Thả lỏng à? Thả lỏng cơ thể. Thì hít ra phải nói một câu thì mới biết. Thả lỏng được rồi. Đi bình thường chả sao. Thả lỏng được rồi. Tăng cứng. Thả lỏng. Thả lỏng rồi. Thả lỏng nào. Thả lỏng. Sang đây, đi sang đây nhá. Vâng. Nhạc.
tai biến lần thứ mấy rồi? Sao mà thế này, sao mà này, bảy hả? Thả lỏng để cho người nó thoải mái nhá, chứ không phải là thõng thượt như thế này, hiểu chưa? Thả lỏng ra nhưng mà ngực phải ướt lên, hiên ngang, mình là cửa trên, hiểu chưa? Mình là mẹ giám đi đốc cơ mà. Đi theo cái dáng vẫn là bề trên. Thả lỏng nhưng mà hiên ngang. Thôi thầy cho tôi đi lại. Tưởng thì cứ tưởng. Vâng. Cái này ngày thanh niên cũng hay đi đây. Rồi. Nào. Rồi. Thả lỏng này tự thả lỏng và tự tin hiên ngang. Rồi. Nhạc. Có tự thôi không? Có tự thôi không? Em ngồi xuống kia. Em ngồi xuống kia. Bây giờ tôi làm lại cái động tác vừa rồi của em nhé. Vâng. Em có ngửi được không nhé? Vâng ạ. Bên này. Thầy đi cũng trong nhạc ạ. Nhạc. Đấy. Sao mà khách khứa đến nhà mà toàn quan chức, người Tây, người Tàu đều có cả. Hả? Mà ngày Tết ngày nhất thì đập vào mặt cái nào thế à? Đấy là dáng đi của tôi á thầy. Tạ thế thì sao? Chả nhẽ tôi lại dí bắt điếu vào mặt người ta thế à? Về nhá, soi gương mà dạ. Tập đi. Vâng ạ. Thôi được rồi, cái đấy luyện sau. Vâng. Nhưng mà bây giờ xem nào. Đến cái mục gì nhỉ? À, đứng. Em đi ra đây. Dạ. Ngoài cái dáng đi, vâng, nhá, ngoài mấy cái câu chào ra, cái thần thái của mình. Dạ. Thần thái của mình là phải tươi. Vâng, nào, tươi. Cười. Tươi à? Em cười. Tươi thì trẻ tươi. Cười. Cười to ra, cười thoải mái ra. Úi trời ơi. Cái gì đi kia? Ôi thôi đậy lại. Răng gì mà lại nhìn trông vào mồm cái tối om đấy. À? Ăn rầu. Ôi, thế thì không được. Khách người ta nhìn đấy thì kinh lắm. Thế thầy dạy cái đi, gì? Đi lấy cao răng đi nhá. Nhưng mà thôi bây giờ không kịp rồi. Thì bây giờ này, cười một cái kiểu tôi nhớ ra rồi. Cười kiểu này nhá. Nó vừa sang trọng. À. Nó vừa sang trọng mà nó người ta mình không cười. Nhưng mà mình bắt người ta phải nghĩ là mình cười. À, có biết cái nụ cười của nàng Mona Lisa không? Có em có biết. Có biết bà này là ai? Không cần biết bà là ai, nhưng mà bây giờ này nhìn tôi đây này. Cười theo kiểu này. Mình cười mà như không cười. Cười như không cười. Cái này. Mắt nhưng mà cái mắt là phải cười nhá. Dạ, dạ. Cái mồm thì thôi đậy lại nhá. Đấy. Em làm đi. Không. Thôi. Ôi giời thôi. Trông như hai con đỉa trâu. Thế thôi. Không phải. Nhưng mà làm theo thầy em ngại lắm. Nó cứ chung chín như cái đít gà. Anh Hiếu anh bảo tôi là phải dạy bằng được. Rồi. Mình thôi, tất này, cả vì con lai tương em chúng ta. À, tương lai con em chúng ta. Rồi. Thế nhưng mà thôi cái này thì tạm gác thì tí nữa tôi sẽ ôn lại. Thôi được rồi, bây giờ này nhá. Nếu như mà trong trường hợp mà gấp quá. Dạ. Mà em chưa ôn được, chưa làm được những điều đấy thì bây giờ em có biết hát không? Có. Em có biết hát? Hát bài em, gì? Em hát dân ca. Dân ca tốt. Vâng. Nó rất là phù hợp em, phong cách. Em hát quan họ. Quan họ tốt quá. Đi vào lòng người. Quan họ bằng tiếng Anh. Cái này mới này. Quan họ bằng tiếng Anh. Thì thầy thấy UNESCO công nhận là quan họ là văn hóa phi vật thể của nhân loại đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ em hát tiếng Việt thì Tây làm sao hiểu được. Em phải bắt người ta phổ sang tiếng Anh để em hát. À, tức là làn điệu thì là dân ca quan họ. Vâng ạ. Nhưng mà lại bằng tiếng Anh. Dạ. Không còn gì bằng. Thể hiện đi. Rồi, em hát quan họ bằng tiếng Anh. Echo là hát ngay. I love you, thank you, la very much. I don't know, I shouldn't have. I'm sorry, tức là em đây xin lỗi anh nhà chàng.
rồi goodbye bye no see you again à. Xin lỗi anh nhà chàng à. Rồi goodbye bye xin chàng pháo tay. Em lạy thầy, em lạy thầy, em lạy thầy ba lạy. Ôi thầy ơi, thầy là thầy của tôi là trò cơ mà. Tôi hết chữ rồi. Này, dạ. Thế em ăn gì để thầy phúng? Sao thầy lại nói thế? Quá tuyệt vời. Tuyệt vời. Quá ấn tượng. Ấn tượng ạ. Tại sao lại có một cái tác phẩm mà nó lại hổ lộn? À, nó quyện vào nhau, nó trộn vào nhau và nó ngọt ngào đến thế. Thế thầy. Được, cái này được. Được, được. Đấy, thầy. Thôi, tất cả những cái vớ vẩn trước ấy, vâng, thì có thể bỏ qua. Vâng. Vào một phát nhá. Vâng. Nếu mình nhớ được cái gì thì mình làm. Dạ. Nhớ được cái gì thì mình làm, vâng, nhá. Còn không nhớ được, mình chơi ngay cái bài này. Chơi bài này. Chơi luôn bài này. Vâng. Nhá. Thế rồi nếu bao giờ đi đâu hát thì phải cho em hát đấy nhá. Tất nhiên rồi, độc đáo thế cơ vâng, mà. Vâng, vâng, vâng. Cho tôi ôm em một cái. Tôi ôm em một cái. Ôi giời. Thông kiếp đứa nào ấy à chết chết hình như thế nào xong rồi xong chưa xong rồi em nhà mình sáng dạ lắm à, à không bà nhà mình vẫn còn minh mẫn lắm à vâng chào chị ạ à, thế được rồi thế vâng. Là xong hết rồi gì vâng xong hết rồi ạ tốt chưa các bài tập luyện ngon lành yên tâm rồi ôi hôm nay nhá sếp cực kỳ tự hào vì cụ đấy mẹ tớ mà nị vâng. Mẹ giám đốc mà nị vâng. Đùa à, thế à, bây giờ xong rồi nhá vâng thì thôi xong rồi mời cậu lại nhà nha ôi trời ơi được chưa vâng nhà tớ còn rất nhiều khách nhá cảm ơn vâng được rồi em cũng phải có việc đi bây giờ nhưng mà tức là ý em muốn nói là cái việc làm gia sư cho bác nhà em ạ ừ là xong rồi đấy ạ thì xong rồi còn gì nữa mà còn cứ lằng nhằng sếp chưa hiểu ý em thì cứ về công ty đi rồi nói chuyện không về công ty được thế sao tại vì rồi bây giờ thôi hai anh em nhà kia có chuyện gì mà nhì nhằng thế từ từ đã thế sao đi giờ lui ra ngoài kia giải quyết cái gì thì giải quyết đi cái gì đấy tức là việc của bác nhà là xong rồi ạ sao cậu làm trò gì đấy ôi khổ quá xong rồi lô xít đấy kìa. Vâng, chỉ cần gì nữa. Rồi cắt xê. Sao lại cóc xê ở đây? Ok, mẹ, cắt xê chứ không phải là cóc xê. Tài nguyện ngàng. Bao nhiêu. Cứ khách hứa đến cho mẹ cẩn thận đấy, không lại bao nhiêu? Chữ tác ra chữ tộ. Thôi bây giờ này, chỗ gia đình, người nhà. Hơn nữa là em với sếp thì sếp có cho em xin 3.000. 3.000 gì? 3.000 đô. Hả? Mày bị điên à? Điên cái gì ạ? Mày ăn cướp à? Ôi, sao lại cướp bóc gì ở đây? Này, sếp nghe nhá. Em nói sếp nghe nhá. Cái giáo trình này, ấy, người khác bình thường là phải học 3 năm. Bây giờ em giáo cho tôi có 30 phút gì. Tôi hại não lắm chứ. Cái gì? Có chuyện gì? Không, tức là... Thì nhà nhìn nhằng từ nãy đến giờ có chuyện gì? Chồng tôi không có tiền, ôi, mẹ vẫn mặc cái này à? Chị ơi, tức là... Làm sao? Em lấy cái tiền bồi dưỡng của em mà. Bồi dưỡng em. Thôi được rồi, biết rồi. Bao nhiêu? Đây, có 3.000 nữa mà. Đây, cụ đứng dậy. 3.000 đô? Vâng ạ. Ôi trời ơi. Khách người ta đến bây giờ. Nhỏ như con thỏ ấy. Thôi đi về đi, xong rồi. Đây, được tôi đếm cho. Chú đếm đi. Cái này chắc là đây, hàng xịn đấy con nhỉ. Vâng, nhà con đặt may đấy mẹ. Đấy, thừa một tờ nhá. Cái này cửa khẩu Tân Thanh bán nhiều đấy. Đếm trước rồi đấy. Chị rộng rãi quá. Vâng. Thế thì em xin ạ. Chú lại nhà nhá. Vâng ạ. Chúc gia đình thành công ạ. Thằng này phải đuổi việc anh ạ. Nó bắt tay em hơi lâu đấy. Mẹ tiên sư bố thằng Thỏng. Tí về công ty tao cho mày biết mặt nhá. Mẹ. Mẹ mặc áo này được đấy. Mẹ ngồi xuống. Thôi mẹ đứng lên con xem nào. Mẹ lại ngồi xuống con xem nào. Cái bà này bắt cũng bà. Được chị, này mẹ tôi dạ. Cảm giác tôi như kiểu con phỗng ấy nhỉ. Chị bắt ngồi xuống lại đứng lên
đứng lên lại ngồi xuống, tóm lại là đứng hay ngồi. Tóm lại ý con muốn nói là nếu như mà mẹ mỏi thì mẹ có thể ngồi. Ừ, tôi ngồi nhá. Vâng, còn nếu như mà mẹ không mỏi thì mẹ đứng. Khách khứa đến nơi hết cả rồi, mẹ nhớ như tất cả những gì mà người ta đã training cho mẹ rồi. Người ta dạy mẹ như thế rồi, nào rồi, thì rồi, mẹ thầy dạy tôi biết rồi. Này, tiếng chuông cửa rồi kìa. Thế có phải ngồi như kiểu là chụp ảnh bàn thờ không? Vào đây. Xin chào, xin chào. Khách đến vui mẹ ạ. Dạ, bọn em xin chào anh chị ạ. Dạ, thầy dạy thế nào? Nhớ rồi. Dạ. Thầy dạy. Dạ, chúng con chào bà. Mẹ. Dạ, chúng con chào bà. Thằng Thọc nó dạy mẹ thế à? Thầy bảo là phải giải phóng hình thể với đi lại đón khách gì đó. Hiểu. Sứ thằng này. Dạ, em xin phép anh chị ạ. Dạ, chúng con chào bà. Cô chú. Dạ, thưa bà, hôm nay anh chị chúng con ấy là long trọng tổ chức mừng lễ thượng thọ cho bà. Vợ chồng chúng con gọi là đến đây có của ít lòng nhiều. Xin chúc bà một năm mới luôn luôn mạnh khỏe. Bà như là một cây cao bóng mát, luôn che chở cho vợ chồng của anh chị chúng con. Dạ, anh chị này. Sang kia mà anh nói chị. Dạ, nhưng mà bây giờ em muốn nói với anh ạ. Dạ, nhưng mà anh ơi, nhưng mà anh chị cũng đừng quên là che chở cho công ty của chúng em luôn thể anh chị nhé. Rồi. Nào, mẹ đi ra nhận quà đi. Dạ. Đi như cũ hay là đi theo kiểu gì? Dạ. Mẹ đi như thầy dạy. Thầy dạy à? Mẹ làm sao cho trang trọng là được ạ? Và lịch sự ạ. Lịch sự. Vâng. Dạ, con chúc mừng bà. Mẹ thôi đưa con đỡ cho. Thôi mẹ đi cái kiểu đấy đi. Thôi. Cô chú, nhân dịp mừng thọ cho cụ thôi. Bây giờ rất cảm ơn cô chú và mời cô chú vào trong nhà. Vợ xem mâm cỗ thế nào. Thằng ơi, đi. Anh cho công ty của em anh nhé. Đi vào đây. Dạ, đón con chào bà. Chị đi nhanh lên nhá. Đấy, xếp vào nhá, xếp vào cái mâm. Đấy, chỗ đấy đúng rồi. Đây nhá, chỗ rồi, đúng rồi. Các cô chú tặng mẹ con để đây. Úi dồi ơi, năm mới, em chào chị à. Ừ, chào em. Úi dồi ôi, sếp này đẹp dài thế. Hôm nào cả thế. Năm mới nhá, em là em chúc cho anh chị là sang năm là luôn luôn mạnh khỏe nhá. Ghế của sếp là luôn luôn cao, để cho là chúng em được nhờ. Tốt. Mà hôm nay em đến em quên cái gì ấy sếp nhỉ? Này, dạ. Cứ đến chú mừng thọ mẹ thôi. Thế thì cứ vào. Em mong. Dạ. Có phải chào hỏi gì? Có. Dạ. Cho lịch sự ạ. Chào bác ạ. Hôm nay là nhân đầy tháng của bác. Cái mồm. Hôm nay là đầy cữ bác. Ở trên, ok. Em nhớ rồi. Dạ, hôm nay là mừng thọ bác. Thì cháu xin chúc bác. Cháu xin chúc cho anh chị được trăm năm tình viên mãn. Bắt đầu nghĩa vui chúc bác lại chú. Tôi nói cho chú biết cho chú không vừa nhá. Sao hôm nay nhá? Hôm nay là ngày đầy tháng mẹ tôi. Được cả mình nữa. Tại chú. Thôi đi lên mừng ra, nói nhiều. Mẹ ơi, nhân viên của chồng con đến mừng rồi. Thượng thọ mẹ ạ. Để mẹ chào con anh biết đây không? À. Vâng rồi. Ạ, mẹ ra chào cho lịch sự ạ. Hello. Anh đưa cu tôi xoa. Trời ơi. Mẹ ơi. Tao đã nói gì đâu. Mà dưới kia ối bà chắc không đóng bỉm xón ra quần rồi. Ai bảo mẹ nói như thế? Thầy dạy như thế. Lại thăng thọc. Đúng rồi, bảo là gặp đàn ông là phải xoa. Ui giời ơi. Đây rồi. Mẹ ơi, mẹ học cái này thì mẹ giết chúng này. Con. Thì tao hỏi. Này. Từ. Vào đi cháu, bà nói nhầm thôi. Đỏ, mẹ nói thế nó mất mật rồi đấy mẹ ạ. Dạ quên, con hiến bà. Cái thằng chân tay nó co rút vào thế kia. Ôi giời. Mẹ, vâng ạ, đây ạ. Chị ơi. Cái gì? Đấy,
Bác thích em lắm. Có gì chị đỡ nhờ cho em nhé. Tôi đi vào đi. Dạ vâng ạ. Cho nó cái mâm gần bếp ấy. Bếp, 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 bếp. Vừa mới nói một cái chân tay co rúm vào. Ô, đông quá. Cái tao chào khán giả. Oh. Yeah. Cái tao chào vợ chồng xem yêu à. Cảm ơn, xin chào trưởng bán. Mời trưởng bán vào trong này. Mời trưởng bán đi đâu mà cái tao. Cái tao chào cái mày. Mày cái mà cụ mày. Tao bằng này mà mày gọi là mày à. Ây da. Hôm nay cái tao đến đây là để mừng sinh thọ cái mày. Chúc cái mày đẻ thật nhiều. Nhiều như là cái thằng Phú Hiếu đây. Này, trưởng bán. Mẹ tôi 82 rồi đấy. Đúng rồi. Còn gì mà đẻ. Hết trứng rồi à? Hết lâu rồi. Còn nhưng mà ôi mẹ. Mẹ nói thế làm gì? Hôm nay cái tao mang tới đây cái thu lớn. Cái mày cứ yên tâm. Vệ sinh an toàn thực phẩm. Không bị tai xanh. Không bị lờ mồm long móng. Đây. Úi giời. Cái mày ăn thử một miếng đi. Thôi. Này, ông mang cái này về. Nhà tôi không thiếu nhé. Sao ông lại mang cái của nợ này vào đây? Quá thế. Đi vào bếp. Con cái gì? Con. Mẹ ơi. Con cái này. Cái đấy thì được. Mẹ đi. Cái này được. Được rồi. Thôi thì đi vào trong kia nhanh. Thôi đi vào. Nhớ là. Nhớ cái gì? Không được quên cái con đường mà vào bàn tao cho nó thuận lợi giao thông nha. Được rồi. Sang năm sẽ làm. Đi vào. Đi vào. Bảo cái bọn nhà bếp nó vứt cái đầu lợn này xuống sọt rác cho tôi nhá. Ai bảo là vứt sọt rác? Ông là buồn cười nhở? Để cái đầu lợn này kho mà làm giò, mà giò tai mà ăn chứ lì. Nhanh chỉnh tề. Dạ. Hôm nay là ngày chúc mừng thường thọ bà. Em đại diện cho bên PT Casa 177 cầu diễn dẫn một đàn em đến đây có nhời chúc mừng thượng thọ bà. 2, 3. Răng không lông, tóc không bạc, khỏe như trâu như voi. Dạ, các em nó chúc bà là răng không rụng, tóc không bạc. À, khỏe là như là voi là vâm mới để cho con cháu được nhờ. Dạ, thưa sếp, em là bên PT Casa, sếp nhớ hộ em mà. Biết. Chị. Chỗ chị Phương chứ gì? Dạ vâng ạ, bên chỗ chị Phương cháu Hà đấy ạ. Được rồi, biết rồi. Vâng. Chị đứng lui ra, không nói bắn hết nước bọt vào mặt em. Vâng, các em. Nghiêm. Sếp thầy hàng một, chuẩn bị vào. Tặng quà bà. Quá nhỉ. Cái này mới là cái quan trọng ạ. Chị nhận giúp em trời báo cáo ơi. Cẩn thận với cả sếp để nâng đỡ cho em nhé. Thế tôi mời các cô, các anh, các chị đi vào trong nhà xây cỗ. Để vào trong đấy mọi người đã cẩn thận hết cả rồi. Các em đi vào trong dùng mâm nhỉ. Mẹ ơi, mẹ đây nhá. Đây cái bác thôi. Đây biếu mẹ đây này nhá. Để con để đây nhá. Con chúc họ bà. Thôi em đi đây mà. Mọi người ở trong đấy chuẩn bị cố lạt hết đi. Rồi tôi mang cái này vào rồi là tôi ra ngay đấy nhá. Đi vào đi. Ô kìa, ngồi đi, 6 người 1 mâm. 6 người 6 chim. Vậy tiệc tùng linh đình tổ chức mừng thọ cho mẹ. Mẹ đã bảo mẹ muốn mừng thọ ở quê rồi cơ mà. Mẹ,
Thế bây giờ chúng con đã nhỡ mời khách lên đến đây rồi, người ta đến người ta biếu mẹ, người ta mừng thọ mẹ như thế, đấy là phúc lộc mẹ được hưởng. Chứ chúng con có muốn làm cái gì gọi là to tát quá đâu mà mẹ. Mẹ già thế này, nhưng không phải là mẹ không biết đâu. Các anh chị đừng qua mắt mẹ. Anh dù có lớn lên cỡ nào, chị dù có to cỡ nào, thì anh chị vẫn chỉ là đứa bé trong lòng tay mẹ mà thôi. À ơi, à ơi, à ơi, tình mẹ nuôi con bằng trời bằng biển, mang nặng đè đau 9 tháng 10 ngày, bầu vơi rồi lại bầu đầy như dòng xưa mẹ thành người hôm nay. À ơi, à ơi, à đáp đền lỡ mai muộn màng, đừng chờ khi ngày sau mẹ mất ghi lời tiếc thương. Bia đá vô tri nào đâu có thấu tình thâm, những ai còn mẹ xin đừng, đừng làm mẹ khóc. Khắp thế gian này không gì sánh bằng mẹ cha, hãy yêu thương mẹ khi còn ở trên dương thế. Vắng xa mẹ hiền con thơi ngắm cảnh mồ côi, mỗi khi xuân về gia đình cùng vui đón Tết, cháu con quây cuồn hơn bằng trăm vạn quả to. Báo hiếu cho mẹ bằng cách các con phải phấn đấu. Vâng. Các con làm nhiều việc thiện. Vâng. Các con giúp được nhiều người. Đấy là cái lễ mừng thọ to nhất đối với mẹ rồi. Mẹ ơi, chúng con có lỗi với mẹ. Nhưng mà bây giờ đã lỡ mời mọi người đến đây rồi, với lại mọi người cũng đã lỡ mừng thọ mẹ rồi, chúng con xin ý kiến mẹ làm như thế nào hả mẹ? Hôm trước mẹ, mẹ nghe mấy bác nói rằng ở cuối phố ấy, nhà cái cô Thủy ấy, vâng, có đứa con ấy mới mổ tim à, mà kinh tế khó khăn lắm. Đúng rồi. Mẹ nghĩ là các con lấy 50% cái số quà họ biếu các con, vâng, mang đến cho nhà cô Thủy được không? Được ạ. Mẹ, mẹ, như ở bên cạnh cháu Thắng ấy, con thấy chân cũng bị hỏng một bên ấy, hay là con cho một ít tiền để bé đi châm cứu mẹ nhá. Con cứ lấy hết cái số tiền mà các con mừng cho mẹ. Vâng. Đi, để cho hết người ta nhá. Vâng, con thôi, biết. Thôi, bây giờ mẹ con mình sang, sang nhà các bác đi nhỉ. Vâng, mẹ ơi, thế bây giờ con cầm luôn đi sang bên đấy để cho cháu nhá. Rồi. Đây thì mẹ cầm cơ, mẹ cầm, mẹ sang mừng tuổi cháu. Đây. Đi, đi, đi con ơi. Vâng. Trước khi sang thì chào bà con một cái rồi sang cho nó trọn vẹn. Thank you.
lại đi. Đường xa mang theo bao nhiêu tình ý, viết tên người yêu lên ba lô nặng trĩu. Đêm quân hành dừng chân đôi hoa tím, nhớ xưa đôi mình hẹn nhau mà sao sáng đâu bằng đôi mắt em. Chúng mình cách xa mà vẫn gần nhau, tình yêu không mau phai như màu áo. Dẫu cho thời gian đem tâm tư vào nhớ, lá rơi gọi mùa thu về sân ua, vẫn không bao giờ, không bao giờ ngăn cách đâu em. Không bao giờ, không bao giờ ân tình lại vỡ đôi. Một người đi nghe thương sao thương nhiều quá, dáng một người em xinh sao quá xinh màu má. Không bao giờ, không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi. Một đời hoa không khi nào hai lần nỡ, trái mộng còn trinh nguyên khi đón anh trở về với em, với em. Rồi anh lại đi thì lối tìm non không xa vạn lý. Áo anh nhuộm phong sương những quê hương đẹp ý, lối chẳng đầy tình em còn soi sáng. Sẽ không bao giờ, không bao giờ ngăn cách đâu em. Không bao giờ, không bao giờ ân tình lại vỡ đôi. Một người đi nghe thương sao thương nhiều quá, dáng một người em xinh sao quá xinh màu má. Không bao giờ, không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi. Một đời hoa không khi nào hai lần nỡ, trái mộng còn trinh nguyên khi đón anh trở về với em, với em. Rồi anh lại đi thì đôi tìm non không xa vạn lý. Áo anh nhuộm phong sương những quê hương đẹp ý, lối chẳng đầy tình em còn soi sáng. Sẽ không bao giờ, không bao giờ ngăn cách đâu anh. Áo anh nhuộm phong sương những quê hương đẹp ý, lối chẳng đầy tình em còn soi sáng. Sẽ không bao giờ, không bao giờ ngăn cách đâu em.